Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, các bị can Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội này, Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Golf thành phố Hồ Chí Minh, Trần Anh Linh, Giám đốc công ty Trần Lê Gia, Nguyễn Quang Nhân, doanh nhân, cùng bị truy tố về tội đánh bạc. Theo cáo trạng, từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, Trần Anh Linh, Nguyễn Quang Nhân, ngụ thành phố Hồ Chí Minh đang bỏ trốn, Nguyễn Thị Thu Kiều, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và các bị can khác đã nhiều lần tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức poker ở khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh. Trần Anh Linh, chủ mưu cầm đầu, đã tổ chức đánh bạc 3 lần với tổng số tiền sát phạt hơn 9,6 tỷ đồng. Linh trực tiếp tham gia đánh bạc 5 lần với số tiền sát phạt hơn 11,2 tỷ đồng. Còn Lê Hùng Nam đánh bạc 1 lần với số tiền sát phạt hơn 1,6 tỷ đồng, nhưng chưa thanh toán tiền thắng thua.